Rồi, chào các bạn, thì đây là những cái sản phẩm, cái kho ga của bên mình hiện tại đang có. Thì các bạn có thể tham khảo sơ về một số sản phẩm. Thì trong clip này mình sẽ nói về một vài cái mẫu sản phẩm đầu tiên. Thì trong những clip sau thì mình sẽ đi tiếp những cái sản phẩm khác. Thì các bạn nhìn thấy những cái sản phẩm kho ga hiện tại bên mình đang có trên cái clip này. Ở đây thì là một số cái mẫu thông dụng các bạn có thể sử dụng trong cái gia đình cũng như trong những chuyến du lịch, thì mình nghĩ nó sẽ rất là phù hợp. Thì những cái kho ga này nè, các bạn sử dụng để chúng ta kho vào những cái bếp than, hoặc chúng ta để trui thui những cái con vật để chúng ta có thể là tạo cho gia đình trong những chuyến du lịch một cái món ăn nướng rất là tuyệt vời. Thì ở đây chúng ta sẽ xem những cái sản phẩm kho ga của hãng Entest. Thì thật sự đây là cái hãng được sản xuất tại Trung Quốc. Và các bạn có thể sử dụng những cái bình ga an toàn ha. Thì chúng ta cố gắng mua những cái bình ga mới để chúng ta sử dụng cho nó an toàn. Ở đây ví dụ như cái trên cái lon người ta có ghi rất là rõ như là sử dụng được một lần, chúng ta tránh nạp đi nạp lại nha. Vân vân, thì ở trên đây cũng sẽ có ghi nhiều cái vấn đề của cái việc mà sử dụng một cái bình ga an toàn. Thì chúng ta tuân thủ theo những cái quy định, thì như vậy thì khi bạn sử dụng các bạn cũng cảm thấy an tâm, cũng như các bạn quá trình các bạn đem theo, các bạn bỏ vào trong xe thì các bạn vận chuyển đi để du lịch, trong những chuyến du lịch cùng gia đình, thì mình nghĩ nó sẽ an toàn hơn so với những cái bình ga đã bị rỉ sét. Thì bên mình không có bán cái bình ga này, các bạn có thể tìm mua trên mạng, người ta vẫn có bán những cái bình ga sẵn như thế này ha. Thì đó, các bạn nhìn thấy ở đây, ở phía dưới thì những cái bình ga mới người ta luôn luôn có những cái ngày sản xuất hay là những cái thông số, số lot sản xuất để các bạn xem. Ở đây là cái hiệu của hàng Namilus này, các bạn thấy là về vấn đề ga thì nó là an toàn rồi. Mình sẽ thử cho các bạn xem một cái mẫu, những cái mẫu đầu tiên của cái kho ga. Thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta khui mở cái nắp ra, thì các bạn sử dụng cái kho ga, các bạn gắn vào đúng cái ngàm ha. Cái ngàm của cái kho và cái ngàm của cái bình ga thì như vậy nó mới vào được nha. Thì cái ngàm này nó sẽ ăn khớp với nhau thì tạo thành một cái lực siết khóa lại giữa cái kho và cái bình ga của các bạn. Thì ở đây là mình gắn vào rồi, thì ở phía trên của cái kho ga này á, là cái núm vặn. Cái núm vặn các bạn, nó sẽ điều chỉnh cái lượng ga lớn hoặc nhỏ để cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì trước khi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta vặn theo cái núm vặn có hình dấu cộng, rồi chúng ta sẽ bật cái, nhấn cái nút này và nó sẽ ra cái tia lửa để chúng ta sẽ sử dụng được ha. Thì khi mà bạn muốn tắt hoặc muốn nhỏ lửa lại thì chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ để nó nhỏ lại. Thì cái sản phẩm nó sẽ có cái hình dấu cộng và dấu trừ để các bạn biết được là cái lượng ga cũng như là cái cách mà chúng ta vặn theo chiều nào nha. Thì cái mã số sản phẩm mình có để ở phía trên của cái kho trên cái màn hình rồi đó, các bạn có thể xem và mua cái sản phẩm nếu bạn có nhu cầu. Rồi cái mã hàng thứ hai, thì cái mã hàng này nó sẽ có một cái nút nhấn để cho các bạn có thể là dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta sử dụng ha. Thì có cái nút nhấn này nó tiện hơn các bạn. Thì chúng ta cũng sử dụng cái thao tác giống như là của cái kho ga lúc đầu mình hướng dẫn, thì nó vẫn là cái núm vặn để chúng ta có thể vặn để cho ga nó ra lớn hoặc nhỏ theo cái hình dấu cộng hoặc là cái hình cái biểu tượng của cái việc mà ga lớn nhỏ nha. Thì chúng ta vẫn lắp vào theo cái khớp của cái kho ga và cái bình ga, sau đó chúng ta xoay qua trái hoặc qua phải cho nó phù hợp, thì cái bình ga nó sẽ khớp vào. Thì như vậy thì cái lượng ga nó mới bắt đầu ra được cái đầu ha. Thì nhưng mà cái đầu đã có cái khóa rồi, thì bây giờ chúng ta muốn sử dụng, chúng ta mở cái khóa ra để cho cái lượng ga nó bay ra. Và kèm theo thì chúng ta ban đầu chúng ta tốt nhất là chúng ta nên vặn ít để chúng ta có thể mồi lửa, rồi sau đó chúng ta tùy cái nhu cầu sử dụng mà chúng ta vặn lớn hay nhỏ. Thì các bạn sử dụng cái kho ga này, và đối với cái mã hàng này thì mình cũng có ghi cái mã hàng ở trên cái màn hình luôn. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì chúng ta mua cái sản phẩm cho nó đúng với cái mã hàng ha. Đó, thì sản phẩm này theo mình đánh giá thì mình đã sử dụng
cũng như là trong gia đình, cũng như là trong những chuyến du lịch cùng gia đình mình cũng có sử dụng những cái khẩu ga này. Thì hy vọng là các bạn sẽ chọn cho mình một cái mẫu nó phù hợp với các bạn. Rồi đây là một cái mẫu mới của cái sản phẩm trong cái dòng 3 sản phẩm mà mình với Ruda. Thì cái mẫu này thì nó có cái giá cao nhất. Thì mình trên tay mình đang cầm nó thì mình cảm thấy cái sản phẩm rất là chắc chắn và cảm giác nó rất là an toàn hơn so với những cái sản phẩm phía mình giới thiệu, sản phẩm đầu tiên và sản phẩm thứ hai. Thì đối với sản phẩm này nó cũng giống như cái sản phẩm thứ hai vừa rồi, thì nó không có cái nút nhấn, nhưng mình cảm thấy là cái sản phẩm này nó nặng hơn và cái chất liệu nhựa của người ta làm nó dày hơn, nó đặc hơn. Chính vì vậy mà cái giá thành mình nghĩ nó cũng sẽ cao hơn. Rồi, thì các bạn cũng gắn vào bên trong của cái bình ga như thế này và chúng ta canh cái khớp nó để chúng ta vặn vào ha. Đó, sau khi các bạn vặn vào thì chúng ta sử dụng các thao tác giống như là hai cái sản phẩm đầu tiên. Thì chúng ta vặn theo cái núm vặn, cái dấu cộng để chúng ta có thể là lấy một cái lượng ga vừa phải để chúng ta có thể mồi trước cái lượng ga. Và sau đó khi chúng ta có nhu cầu sử dụng hơn thì chúng ta sẽ vặn nhiều hơn, thì cái lượng ga nó sẽ ra nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn sử dụng ha. Thì đối với sản phẩm này các bạn chú ý, đây là cái sản phẩm nguy hiểm, nên chúng ta cũng không để tránh tiếp xúc với những em bé, những trẻ em, thì cũng như là trong gia đình thì có sử dụng cẩn thận, tránh để gần tầm tay của các bạn nhỏ ha. Thì các bạn có thể là có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với bên mình, và clip sau nữa thì mình sẽ giới thiệu những cái mẫu khác nó có tính đa dụng hơn và an toàn hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ đón xem cái video clip lần sau, và xin chúc các bạn nhiều may mắn và thành công trong công việc. Chào tạm biệt.